Nhật Hoàng gặp các nhà lãnh đạo khối ASEAN tại cung điện hoàng gia tên từ Tokyo. Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã gặp các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào buổi tối hôm nay trước cuộc họp của khối ASEAN và Nhật Bản vào cuối tuần này, trong khi Nhật Bản đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình đối với nhóm này như một đối trọng với Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo khối ASEAN và phu nhân đã uống trà với Hoàng đế và Hoàng hậu tại cung điện hoàng gia. Giới chức cung điện đã yêu cầu tất cả các nhóm truyền hình có mặt không được thâu âm thanh của buổi gặp gỡ. Khối ASEAN bao gồm Brunei, Cambodia, Nam Dương, Lào, Mã Lai, Miến Điện, Phi Luật Tân, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh này, theo dự kiến, sẽ được phát hành cùng ngày, sẽ bao gồm các giao dịch hoán đổi tiền tệ và những đề nghị viện trợ mới. Tuyên bố cũng có khả năng sẽ bày tỏ sự hỗ trợ cho tự do trên không và trên biển, nhưng sẽ không đề cập đến Trung Quốc.